soulmate là từ để chỉ một người có thể sở hữu hai quốc tịch cùng lúc. Bên cạnh hình thức nhập quốc tịch thông qua kết hôn, thông qua quan hệ huyết thống, thông qua naturalization hoặc nhận quốc tịch ngay từ khi sinh ra, thì Economic Citizenship, chương trình nhận quốc tịch thông qua đầu tư CBI, đang được săn đón hơn cả. Hiện nay, có tổng cộng 13 quốc gia đang có chương trình đầu tư lên quốc tịch. Tuy vậy, không thể không nhắc đến những bất lợi mà chương trình này có thể sẽ tạo ra như đánh thuế hai nơi, đặc biệt là Mỹ, hay quy trình lên quốc tịch có thể phức tạp, dài dòng và tốn kém. Bởi vậy, việc lựa chọn một quốc gia có điều kiện, quy trình xử lý hồ sơ đơn giản và nhanh chóng trong đánh thuế hai lần là vô cùng cần thiết đối với các nhà đầu tư. Thậm chí, một số quốc gia còn được ưu đãi hơn. Video clip ngày hôm nay, BSOP sẽ đem tới cho quý nhà đầu tư top các quốc gia có chương trình đầu tư nhận quốc tịch hấp dẫn nhất. Được biết đến với cuốn hộ chiếu hạng A, Manta cho phép người nước ngoài nhập tịch thông qua đầu tư. Ngay từ khi ra mắt chương trình, nhà đầu tư cá nhân IIP đã tạo ra làn sóng đầu tư và thu hút nguồn lực kinh tế mạnh mẽ tại quốc gia này. Nhà đầu tư tham gia chương trình sẽ nhận được thẻ xanh trong vòng 1 đến 3 tuần và lấy quốc tịch sau 12 tháng. Bên cạnh đó, người đứng đơn được phép bảo lãnh vợ hoặc chồng, con gái dưới 26 tuổi, con nuôi, bố mẹ trên 55 tuổi và ông bà nội ngoại hai bên. Không chỉ được phép sống và làm việc, kinh doanh tại Manta, nhà đầu tư cùng gia đình còn được miễn thị thực tới 183 quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ và khối Liên minh châu Âu EU. Manta là một trong những quốc đảo chứa đựng nền văn hóa lịch sử đồ sộ, tạo nên không gian cổ xưa để mê hoặc với nền kinh tế phát triển. Được đánh giá là quốc gia có chất lượng cuộc sống cao thuộc Nam Âu, nhưng chi phí sinh hoạt lại rất vừa phải. Theo ngay sau hộ chiếu Manta là SIP, sự thịnh vượng kinh tế của đất nước và sự ổn định chính trị là hai trong số những yếu tố quan trọng nhất của sự khao khát hộ chiếu SIP. Chương trình đầu tư nhận quốc tịch SIP sẽ giúp nhà đầu tư Việt Nam và cả gia đình tiến thẳng tới cuộc sống ổn định và thịnh vượng tại châu Âu. Bởi vậy, tham gia chương trình CBI này, nhà đầu tư sẽ được hưởng toàn bộ những đặc quyền sau: quyền tự do đi lại, định cư và làm việc trên toàn EU. Quốc tịch SIP cho phép công dân có thể tự do buôn bán, vận chuyển các dịch vụ, hàng hóa thông qua biên giới của các quốc gia trong Liên minh châu Âu. Không có giới hạn về phí hoặc lượt đi lại. Điều này mở rộng cơ hội về học tập, kinh doanh, công việc cho những ai sở hữu hộ chiếu SIP. Được pháp luật EU bảo vệ. Quốc tịch SIP đồng nghĩa với quốc tịch châu Âu. Vì vậy, công dân SIP cũng sẽ được cả Liên minh châu Âu thực hiện các hành động pháp lý bảo vệ quyền lợi cho công dân như bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền công dân, bảo vệ khỏi sự phân biệt đối xử trong công việc, tuổi tác, v.v. Được bảo vệ bởi các đại sứ quán của các quốc gia thành viên EU. Khi có quốc tịch đảo SIP, công dân có quyền được giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân quyền tại Nghị viện châu Âu, các cơ quan EU bằng bất cứ ngôn ngữ nào của Hiệp ước. Miễn thị thực hơn 170 quốc gia trên thế giới. Hộ chiếu SIP là một trong những quyển hộ chiếu quyền lực nhất thế giới. Có được hộ chiếu SIP giúp các công dân có thể tự do di chuyển, du lịch tại nhiều quốc gia trên thế giới. Đầu tư 2 triệu euro vào bất động sản, thoái vốn 1,5 triệu euro sau 5 năm. Tham gia chương trình quốc tịch SIP chỉ với 2 triệu euro, đầu tư trực tiếp vào bất động sản SIP, nhà đầu tư sẽ được thoái vốn lên tới 1,5 triệu euro sau 5 năm duy trì. Đây cũng là một trong những điểm nhấn đặc biệt của chính sách chương trình này đem lại. Con cái phụ thuộc lên đến 26 tuổi. So với nhiều chương trình quốc tịch khác, chính phủ SIP thực sự rất ưu ái cho các nhà đầu tư nước ngoài khi quy định giới hạn độ tuổi dành cho con cái phụ thuộc lên đến 26 tuổi. Cùng sở hữu thứ hạng hộ chiếu B+, Bulgaria áp dụng chương trình đầu tư nhận quốc tịch thông qua hình thức đầu tư trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp với giá trị hơn 1 triệu euro. Khi sở hữu quốc tịch Bulgaria, nhà đầu tư được phép tự do sinh sống, làm việc và học tập tại các nước thuộc Liên minh châu Âu, miễn thị thực hơn 158 quốc gia trên thế giới, hưởng toàn bộ phúc lợi xã hội theo khối EU. Miễn thuế có điều kiện đối với các nguồn thu nhập quốc tế, hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao tại Bulgaria và khối EU. Sở hữu quốc tịch vĩnh viễn người đứng đơn, gia đình và các thế hệ sau. Đồng hạng B là hộ chiếu của các quốc gia Antigua and Barbuda, Grenada, Saint Kitts and Nevis, Dominica. Mặc dù không có những ưu điểm nổi trội dành cho các nhà đầu tư nước ngoài như Manta, SIP hay Bulgaria, nhưng nhiều quốc gia sở hữu hộ chiếu hạng B cũng vẫn cung cấp chương trình đầu tư nhận quốc tịch, đặc biệt với những nhà đầu tư có mong muốn chạm chân tới Hoa Kỳ thông qua chương trình Visa E2, thì quốc tịch Grenada sẽ là một trong những sự lựa chọn đáng cân nhắc. B- là thứ hạng hộ chiếu Vanuatu, Moldova và Saint Lucia.
Chương trình CBI của Vanuatu, Moldova và Saint Lucia được chính phủ đưa ra nhằm thúc đẩy nền kinh tế đất nước nói chung cũng như thị trường bất động sản nói riêng. Tuy nhiên, so sánh với các quốc gia trong bảng xếp hạng, đây là nhóm các quốc gia có giới hạn tương đối về phạm vi đi lại trên thế giới, hệ thống an sinh xã hội không được đánh giá quá cao. Vừa rồi là tóm tắt về các quốc gia có chương trình đầu tư nhận quốc tịch được đánh giá là hấp dẫn nhất dựa trên đặc quyền về tầm ảnh hưởng của những cuốn hộ chiếu quyền lực đem lại. Malta và Séc hiện đang dẫn đầu khi được đứng trên bảng xếp hạng chương trình đầu tư CBI với số quốc gia được đi lại cao nhất, hệ thống an sinh xã hội tốt nhất, chương trình áp dụng cho 3 thế hệ, con cái, tùy chương trình từ 28 đến 30 tuổi, bố mẹ, tùy chương trình trên 55 hoặc 65 tuổi. Mọi chi tiết về chương trình đầu tư nhận quốc tịch Malta, quốc tịch SIP xin liên hệ hotline hoặc truy cập website bsop.com.vn.